Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cảnh báo chủ trương chạy tội cho quan tham trong xét xử đại án Việt Á. Vụ Việt Á là một đại án tham nhũng tiêu cực có tổ chức với quy mô lớn từ trung ương đến địa phương. Đây là một vụ điển hình về việc quyền lực nhà nước không được kiểm soát và mọi sự giám sát đều bị vô hiệu hóa. Ngày 27 tháng 12 tới đây, Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự Thượng tá Hồng Anh Sơn sẽ ra hầu tòa. Đây là phiên tòa khởi đầu cho việc xét xử đại án Việt Á. Tiếp đó, vào ngày 3 tháng Giêng năm 2024, hai cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ là các ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sẽ hầu tòa cùng với 36 bị can khác và đây là hình phiên tòa xét xử chuyến bay giải cứu. Giới quan sát vẫn băn khoăn về sự chênh lệch số tiền hối lộ giữa thông tin ban đầu và kết luận điều tra trong vụ án này. Theo đó, ban đầu, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an, đã khẳng định tại các cuộc họp báo rằng Trong 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành tại Việt Nam, công ty Việt Á đã móc nối với một số quan chức nhà nước để tiêu thụ hơn 8,3 triệu bộ xét nghiệm tại các đơn vị, cơ sở y tế. Số tiền thu được hơn 4.000 tỷ đồng và số tiền công ty này hối lộ là gần 800 tỷ đồng. Nhưng theo kết luận điều tra, số tiền thu được của công ty Việt Á chỉ là 1.200 tỷ và số tiền hối lộ được rút xuống chỉ còn là 106 tỷ. Trung tướng Tô Ân Sô giải thích rằng, sau khi khởi tố vụ án Phan Quốc Việt và các bị can liên quan đã khai, công ty Việt Á có doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt dành khoảng từ 20 đến 25% trong tổng số này, tương ứng khoảng 800 tỷ đồng, để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị, đối tác mua kit xét nghiệm và vật tư, thiết bị y tế khác. Đó chỉ là lời khai ban đầu, nhưng sau khi có kết luận điều tra ban hành ngày 17 tháng 8, những con số này có sự chênh lệch. Liên quan đến chuyện số tiền hàng trăm tỷ của công ty Việt Á dùng để hối lộ, cảm ơn hay để tặng các quan chức lãnh đạo, bỗng nhiên ngót đi từ 800 tỷ đồng rút xuống còn 106 tỷ đồng. Chắc chắn lý do ông Tô Ân Sô đưa ra sẽ không thuyết phục được dư luận và người dân. Trong tội danh đưa hối lộ tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, có quy định về tội đưa hối lộ rất cụ thể, chi tiết và các tình tiết tăng nặng. Theo đó, số tiền hối lộ càng lớn thì hình phạt càng nặng. Do vậy, không thể có chuyện người của công ty Việt Á đã thực hiện hành vi hối lộ mà lại chấp nhận khai tăng số lượng tiền đưa hối lộ để nhận hình phạt nặng hơn cho mình. Điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Và đây là hình cụ phó, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự thuộc Học viện Quân Y, Thượng tá Hồ Anh Sơn sẽ ra tòa ngày 27 tháng 12. Trước khi đại án Việt Á được đưa ra xét xử, công luận thấy rằng việc xét xử phải công khai và thực thi đúng quy định của pháp luật. Không thể xét xử qua loa hay tìm mọi cách để chạy tội cho các quan chức tham nhũng như trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ chuyến bay giải cứu, Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa, tạo điều kiện cho các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi Viện Kiểm soát nghị án. Việc nộp tiền khắc phục được coi là cơ sở để cơ quan công tố căn cứ đề xuất mức án phù hợp là không đúng. Theo giới chuyên gia luật, tiền tham nhũng là tiền bắt buộc phải nộp lại, chứ không thể xem là tình tiết để giảm nhẹ. Không thể để tình trạng cứ tha hồ tham nhũng, nếu bị lộ ra tòa thì nộp lại tiền và được coi là tình tiết giảm nhẹ để được giảm án. Điều này không đúng với quy định của pháp luật và cũng không hợp với lòng dân. Quan trọng hơn, vào tháng 8 năm 2023, Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khi thông báo chỉ đạo của Đảng về phương hướng xử lý vụ án Việt Á đã cho biết sẽ có một nhóm được cho là thứ yếu và sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Hay mới đây, ngày 22 tháng 11, vẫn ông Nguyễn Văn Yên cho biết, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, những ai nhận số tiền hối lộ lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị truy tố, xét xử. Còn người nhận ít, không vụ lợi sẽ không bị xử lý về hình sự mà chỉ bị xử lý về kỷ luật đảng và hành chính. Và đây là hình tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Theo giới luật sư, những phát ngôn của ông Yên là biểu hiện của chủ trương dơ cao đánh khẽ. Việc nhận hối lộ không vụ lợi sẽ không bị truy tố. Mục đích cuối cùng chỉ để giải cứu cho các quan chức là đảng viên cao cấp. Công luận còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam, trong vụ Việt Á ở đâu? khi vào tháng 3 năm 2021, Nguyễn Phú Trọng với vai trò chủ tịch nước đã đăng ký tặng công ty Việt Á tấm huân chương lao động hạng 3. Dư luận cho rằng tấm huân chương này là bình phong cho Việt Á lộng hành, nâng khống giá bộ xét nghiệm và chi hoa hồng lớn cho lãnh đạo CDC khắp 63 tỉnh thành, nên ông Trọng không thể vô càng vụ án Việt Á không chỉ đơn thuần là một vụ tham nhũng, không chỉ là các quan chức bắt tay nhau tham nhũng, rút ruột ngân sách nhà nước, móc túi người dân, mà còn có dấu hiệu thao túng, dàn dựng có hệ thống, rất bài bản, mang tính có tổ chức. Đây rõ ràng là sự thao túng chính sách để tham nhũng của cả hệ thống chính trị. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình cảnh báo chủ trương chạy tội cho quan tham trong xét xử đại án Việt Á. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cảnh báo về việc lấy phiếu tín nhiệm bị biến thành vũ khí để thanh trừng đối thủ. Tình trạng đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây diễn ra quyết liệt, không chỉ ở thượng tầng mà ở các đảng bộ cấp thấp cũng ác liệt không kém. Mạng xã hội đang xôn xao về việc kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở một số địa phương như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc với hai kết quả rất bất ngờ, ý đảng khác lòng dân. Đầu tiên, trường hợp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an Quảng Ninh, không được lòng nhiều cán bộ quan chức Quảng Ninh. Là điều không khó hiểu. Và đây là hình Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận hơn 53% phiếu tín nhiệm thấp có thể xin từ chức. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhất và số phiếu tín nhiệm cao ít nhất tại đại đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Tương tự chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận phiếu tín nhiệm thấp nhiều hơn phiếu tín nhiệm cao. Ông Thành trở thành người duy nhất trong các cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở các đảng bộ trong cả nước bị nhận phiếu tín nhiệm thấp quá bán. Theo quy định, ông Lê Duy Thành sẽ phải từ chức, nếu không từ chức sẽ bị bỏ phiếu bãi nhiệm. Báo tuổi trẻ ngày 23 tháng 12 đưa tin, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận hơn 53% tín nhiệm thấp, có thể xin từ chức. Bản tin cho biết, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 ngày 15 tháng 12 đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt. Đáng chú ý, theo kết quả công bố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất. 25 phiếu tín nhiệm thấp chiếm 53,19%, 40,43% phiếu tín nhiệm cao và 4,26% phiếu tín nhiệm. Theo thông báo, ông Lê Duy Thành chỉ nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 40,43% và hai phiếu tín nhiệm 4,26%. Sau kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, ông Lê Duy Thành khẳng định Kết quả tín nhiệm thấp với ông quá bất thường. Đồng thời kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Lê Duy Thành đã gây ngạc nhiên không chỉ ở hội đồng dân dân tỉnh Vĩnh Phúc mà còn là dư luận cả nước. Cho nên, ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu vào ngày 13 tháng 12, truyền thông nhà nước cho biết hai cơ quan nội chính của tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý kiến bằng văn bản đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc xem xét lại kết quả lấy phiếu tín nhiệm vì cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường nhưng chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc bà hoàng thị thúy lan đã ký nghị quyết nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ khách quan công khai minh bạch đúng nguyên tắc trình tự thủ tục quy định công luận đã đặt câu hỏi có hay không mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Và đây là hình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành. Được biết, trong những năm gần đây, nhiều cơ quan báo chí nhà nước đã đưa tin dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lê Duy Thành, kinh tế Vĩnh Phúc tăng trưởng tốt, an sinh xã hội, quy mô kinh tế của Vĩnh Phúc đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 14 trên bản đồ xếp hạng của cả nước. Giới thảo tin khẳng định, trên cương vị chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành chưa bị tai tiếng gì về tham nhũng, thoái hóa đạo đức và tác phong lãnh đạo. Một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội mà phóng viên Thời báo D có điều kiện tiếp xúc nêu ý kiến với điều kiện ẩn danh, bà nói rằng: "Đây đúng là việc bất thường, bởi vì nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách." nếu ông Lê Duy Thành bị tín nhiệm thấp quá bán, thì cả bà Thúy Lan cũng như tập thể ban lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Vậy tại sao lại có chuyện một số lượng lớn ủy viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bỏ phiếu tín nhiệm thấp đối với ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh? Qua tìm hiểu của phóng viên Thời báo chấm được biết, đây là kết quả của sự mâu thuẫn giữa bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thụy Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thạnh. Trước đó, bà Lan Bí thư tỉnh Ủy đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khiển trách về trách nhiệm để xây, để xảy ra tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai. Trong công tác tổ chức cán bộ, bà Lan còn bị tai tiếng khi bố trí cho con gái chức phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh. Con gái của bà Lan là cô Trần Huyền Trang, mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc về, chắc chắn chưa đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm một phó giám đốc sở. Và đây là hình Quốc hội Việt Nam trong một kỳ họp. Tháng 6 năm 2021, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã ký quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm với cô Trần Huyền Trang, phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, con gái của bà bí thư tỉnh ủy. Đó là lý do vì sao bí thư tỉnh ủy, kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan được số phiếu tín nhiệm cao gần như tuyệt đối. Còn ông Thành bị phiếu tín nhiệm thấp quá bán, đứng trước nguy cơ phải từ chức, nếu không sẽ bị bỏ phiếu cách chức dư luận xã hội thấy rằng không ngờ chủ trương vô thưởng vô phạt lấy phiếu tín nhiệm của đảng cộng sản việt nam đã bị các lãnh đạo đảng từ trung ương đến địa phương biến thành một thứ vũ khí lợi hại để thanh trừng đối thủ của họ được biết có những ý kiến của giới lãnh đạo cấp cao trong đảng đã nghỉ hưu cảnh báo về tình trạng lãnh đạo các địa phương lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để đấu đá loại bỏ đối thủ trong nội bộ đảng bộ của mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cảnh báo việc lấy phiếu tín nhiệm bị biến thành vũ khí để thanh trừng đối thủ.